Hello, xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng áp lực nước vòi hoa sen. Các bạn quan sát trên màn hình, đây là vòi hoa sen, nước chảy tương đối là yếu. Đây là nước khi mình mở ở bên vòi nước nóng nhé. Đây, bên nước nóng. Khi mình vặn sang bên nước lạnh thì nước ra rất là mạnh, đủ dùng. Tuy nhiên khi mình gạt sang bên nước nóng thì nước bắt đầu nhỏ lại. Đây, mình gạt sang nước nóng thì nước có hiện tượng nhỏ lại, nó không khỏe như bên nước lạnh. Cái vấn đề này thì rất là nhiều gia đình gặp phải nhé, khi ta lắp đặt bình nóng lạnh. Đấy, để khắc phục được cái vấn đề này, các bạn cùng xem video hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách xử lý ngay tại bình nóng lạnh của chúng ta nhé. Để bên nước nóng cũng mạnh như bên nước lạnh, để chúng ta sử dụng tắm nó sẽ được ok hơn và ổn hơn nhé. Và để thực hiện được thì các bạn cần tháo cái van một chiều này ra cho mình. Đây, các bạn sẽ khóa nước và tháo van một chiều ra. Đây các bạn nhé, sau khi các bạn tháo van một chiều ra thì các bạn sẽ xử lý ở ngay van một chiều này. Đồng thời thì các bạn sẽ mua cho mình một cái van lá đồng như này nhé. Cái này cũng là van một chiều, tuy nhiên là van này là van lá đồng, nó sử dụng cái miếng chắn ở bên trong này. Đây, nó dùng trọng lực nhé, nó không sử dụng lò xo. Tuy nhiên là nó cũng rất là khít nước nhé, rất là ok. Và một cái nối như này. Tại sao mình lại sử dụng cái van này mà không bỏ đi? Bởi vì cái van một chiều kèm máy này, nó có kèm theo cái van xả áp, van an toàn. Mình sẽ không bỏ đi nhé. Mình sẽ tiến hành tháo bỏ ruột của cái van một chiều theo máy nóng lạnh này. Và thay vào đó là mình sẽ nối thêm một cái van một chiều này cho bình nóng lạnh nhé. Các bạn sẽ sử dụng tua vít. Ở đây mình sử dụng tua vít, mình sẽ mở bỏ hết ruột ở van một chiều này ra. Các bạn sử dụng tua vít to một chút. Cái vấn đề yếu ở bên nước nóng là do khi chúng ta xả nước đi vào cái van một chiều này, nó có lò xo nó đẩy quá mạnh nên là nước đi vào nó yếu, đâm ra là khi nước ở bên vòi hoa sen chảy ra thì nó sẽ yếu. Giờ mình sẽ tháo bỏ đi. Đây các bạn nhé, mình đã bỏ hết phần ruột của cái van một chiều này ra rồi. Mình bỏ ra để nước đi vào nó sẽ khỏe hơn. Chính vì thế chúng ta cần đấu thêm một cái van một chiều này vào. Đây các bạn nhé, đây là cái van một chiều lá đồng. Nó cho nước đi vào rất là tốt, rất là khỏe. Và nó cũng là một cái van một chiều. Nó sử dụng cái lá chắn, khi nước đi vào nó sẽ đi lên, và nước không vào thì nó sẽ tự động nó đóng lại. Cái van này nước đi vào sẽ khỏe hơn rất là nhiều so với cái van này nhé. Bởi vì cái van này nó có lò xo. Khi nhà sản xuất gắn cái lò xo này thì lò xo nó tương đối là mạnh, tương đối là khỏe, nó đẩy lại thì lực nước đi vào khá là yếu. Và mình không bỏ cái van này bởi vì nó có tích hợp cái van xả áp này, van an toàn này. Khi mình nối cái van một chiều này vào thì nó cũng giống như một cái van một chiều và có kèm theo cả một cái van xả áp, van an toàn này. Khi bình nóng lạnh của chúng ta sử dụng lâu, nó có trục trặc vấn đề gì ở giơ le nhiệt và nó không ngắt nhiệt thì áp suất trong bình tăng cao thì nó sẽ xả qua cái van xả áp này. Đấy, bạn sẽ tiến hành cuốn băng gel vào cái đầu van một chiều này để tránh nó bị rò rỉ nước khi chúng ta lắp vào nhé. Tiếp đó thì các bạn sẽ nối cái van một chiều này vào. Các bạn để ý nhé, các bạn phải nối đúng chiều nhé. Đây các bạn xem mũi tên này, ở trên van này nó có mũi tên, tức là nước đi vào theo cái chiều mũi tên này. Đấy, chúng ta sẽ hướng cái mũi tên này lên trên. Và cái van một chiều này cũng tương tự, cũng có mũi tên, chúng ta sẽ hướng mũi tên lên trên hết nhé. Mũi tên phải cùng chiều, các bạn để ý nhé. Rồi chúng ta sẽ kết nối nó với nhau. Đây các bạn nhé, sau khi các bạn kết nối được như này
thì cái van an toàn của chúng ta ở đây, ở cái van một chiều kèm theo máy này, nó nối với cái van một chiều mình mua ở ngoài này, nó sẽ thành một cái van một chiều nhé. Đây là van một chiều, còn trên này là van an toàn đấy. Và chúng ta sẽ tiếp tục nối cái đầu kết nối hai đầu gen ngoài này, chúng ta sẽ nối một đầu vào đây. Trước khi nối thì các bạn lưu ý là quấn hết băng gen cho mình nhé, để nó không bị rò rỉ nước. Nối vào bên này nhé. Sau khi chúng ta kết nối được như này, chúng ta sẽ tiến hành lắp vào bình tắm nước nóng. Ở đây thì các bạn quấn băng gen vào đầu này nhé, để nó không bị rò rỉ nước. Các bạn sẽ tiến hành lắp nó vào. Mình sẽ nối dây cấp nước vào đây. Ok, như vậy là đã xong rồi nhé. Như này hoàn toàn là ok rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho nước đi vào bình và mở vòi hoa sen cho các bạn cùng xem thử kết quả sau khi mà chúng ta bỏ hết cái ruột van bên van một chiều zin này và lắp thêm một cái van lá đồng này vào, xem nó có sự khác biệt như nào nhé. Mình sẽ nối luôn cái dây tiếp đất này cho bình. Mình sẽ nối tạm vào đây trước. Đây là bên đường nước lạnh nhá, nước khá là mạnh và sử dụng rất ổn luôn. Đây. Giờ mình sẽ chuyển sang bên đường nước nóng nhá. Đấy, bên đường nước nóng cũng khá là ok. Cũng rất là khỏe luôn. Không khác gì bên đường nước lạnh nhá. Nó chỉ có hơn một xíu, chúng ta rất là khó để mà nhận biết nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng là những cái mình chia sẻ sẽ có ích cho các bạn khi mà nhà các bạn gặp trường hợp tương tự. Khi nước yếu thì các bạn hãy làm theo cách này để chúng ta đỡ tốn kém nhất có thể, bởi vì cái van này nó cũng rất là rẻ thôi. Đỡ hơn rất là nhiều khi mà các bạn phải sử dụng bơm tăng áp. Đấy. Nước rất là ok.